đi ra cái nào về tình huống của mình cô Hà Nội đã không phải đến đầu ngày hôm nay. Việc của tôi là việc quan sát nhưng mà ủng hộ cũng phải việc của tôi việc trọng đại và trọng đại chính. Có thể là ở góc độ của mình nhìn nhận đúng cũng có thể là sai, cái việc đó việc trọng đại. Hôm nay thấy Hồ Tấn Tài hôm nay vào sân ở Ủy ban, sau đó lại thay ra cho Đinh Quốc để chia sẻ lý do. Tấn Tài đang bị chấn thương, tôi muốn cho Tấn Tài một cơ hội bắt nhịp và cái tốc độ chơi của trận đấu. Trong khi thấy tình hình chấn thương có khả năng quay trở lại, Tấn Tài đang cho hoàn toàn không có vấn đề gì. Ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của Tiến Linh ngày hôm nay ạ? Tiến Linh vẫn là một cầu thủ rất là tốt. Tôi cũng đã từng trả lời rồi. Mà chiều nay đối thủ chúng tôi là Công An rồi, bạn biết rồi. Công An rồi đội bóng như thế nào? À, không phải một trận đấu nào cũng dễ dàng cả. Đặc biệt đối với đội bóng Công An rồi. Tiến Linh chơi vẫn là xuất sắc, chơi vẫn rất là tốt. Sắp tới thì tuyển Việt Nam sẽ hội quân và Võ Minh Trọng thì trong trận đấu này và cũng như là những trận đấu vừa rồi thì cũng đã thể hiện một cái phong độ khá là ấn tượng. Thì ông có nghĩ là Minh Trọng là xứng đáng được lên tuyển trong lần này không? Việc đội tuyển quốc gia không có việc của tôi. Việc của tôi là đây có mấy Bình Dương. Và có thể huấn luyện viên họ có những cái tiêu chí riêng khác, tôi không thể nói. Vậy ông đã từng dẫn dắt và đào tạo cả Đào Văn Hậu. Thì ông có thể so sánh giữa Văn Hậu với cả Minh Trọng này, thì hai cầu thủ này có điểm gì chung hay có sự khác biệt gì? Thật ra để so sánh cầu thủ mà hai thế hệ nó khác nhau, thật ra cũng rất là gần nhau, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Tôi cũng không thể đưa ra một so sánh cầu thủ nó tốt hơn cả. Tôi nghĩ rằng là cả hai cầu thủ đấy đều tốt. Câu hỏi cuối cùng ạ. Xin cảm ơn câu lạc bộ Bình Dương ạ.